huyền vang khắp muôn sơn hà, ngàn đời ghi nhớ Bạch Đằng đầy chiến công. Xua quân Bắc Tiên đoàn hùng binh anh dũng, võ ngựa tung hoành trên rừng núi hiên ngang. Ngựa bay oai hùng hướng ra vang lưng đồi, từng đoàn binh tướng can trường rừng núi sông. Trèo leo vách núi thề cùng nhau tiến bước, gió bạt mưa nhỏ vui lời hứa ra đi. Thành Đại La vừa lập công mừng chiến thắng quang vinh, diệt thù trong loài hồi vong bát nước dân bao đời. Vượt dòng sông đầy liệt anh ngàn dũng sĩ sông lên, Bạch Đằng Giang đồng tử sinh dẹp tàn quân Nam Hán. Tại người Nam từ ngàn xưa mấy ai sánh Ngô Vương, lòng người Nam về ngàn sau muôn thuở vẫn không phai. Danh Ngô Quyền vang khắp muôn sơn hà, ngàn đời con cháu. Xin chào sự có mặt của các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng với sự hiện diện của các cụ, các bà, các chị, các mẹ, là gái và dâu họ Ngô cùng toàn thể các thành viên tuổi trẻ của họ Ngô huyện Kiến Thụy đã có mặt đông đủ trong khuôn viên của nhà thờ họ Ngô Văn, thôn Sơn La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy trong buổi sáng ngày hôm nay. Biểu kính thưa các vị khách quý, hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước trong những ngày đầu xuân mới, hôm nay họ Ngô Kiến Thụy tổ chức lễ thành lập câu lạc bộ gái dâu họ Ngô và câu lạc bộ tuổi trẻ họ Ngô Kiến Thụy nhằm kết nối xây dựng và phát triển họ Ngô ngày càng vững mạnh, đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ trai gái dâu rể trong dòng họ, tập hợp những người có tâm huyết cùng chung tay xây dựng dòng họ, cùng giúp nhau làm tốt công tác tuyên truyền về nét đẹp văn hóa thờ cúng tổ tiên, cùng giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương dòng họ đất nước ngày càng phát triển vững mạnh. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt những người làm chương trình xin gửi tới các quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất, kính chúc các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang thịnh vượng, chúc buổi lễ của chúng ta thành công rực rỡ. Kính thưa các quý vị, cùng với tuổi trẻ của cả nước, tuổi trẻ họ Ngô Kiến Thụy chúng ta hôm nay ngày càng lớn mạnh, đem tài năng và nhiệt huyết của mình góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển cường thịnh hơn. Sau đây, mở đầu cho chương trình văn nghệ, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tuổi Trẻ Niềm Tin Và Ước Mơ do anh Quang Mạnh trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Mạnh và Hồng Dương trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tất lợi lên có tạm giác
xuân về hối hả. Ngựa ơi xuống chờ cùng ta. Ngựa đi phiên chờ ngày xuân, miệng em cười áo em rực rỡ, màu núi màu rừng cho lòng mình mê say. Non ơi gọi em bằng tiếng khen, sao em mải mê chẳng nghe khen anh gọi. Chập trùng đôi núi cao, tiếng lòng anh gọi bạn, sao em mải mê hát chẳng nghe tiếng khen anh. Bát rượu giữa chợ phiên anh muốn uống thật say, để lòng vơi nỗi buồn. Non ơi hãy về cùng anh. Gặp gần đường xa, hoa mi chim hót vang tiếng khen anh. Thương anh theo anh về bàn, gọi em bằng tiếng khen, sao em mải mê hát chẳng nghe khen anh gọi. Chập trùng đôi núi cao, tiếng lòng anh gọi bàn, sao em mải mê hát chẳng nghe tiếng khen anh. Bát rượu giữa chợ phiên anh muốn uống thật say, để nồng vơi nỗi buồn. Non ơi hãy về cùng anh. Thương anh dìu anh lên ngựa, gặp gần đường xa, hoa mi chim hót vang tiếng khen anh. Thương anh theo anh về bàn, thương anh theo anh về bàn, thương anh hãy về cùng anh. Nòng ơi, nòng ơi, Ngô Thanh Cẩn. Xin tặng tất cả các quý vị một ca khúc.
Thank you.
Kính mời các vị đại biểu với tư thế nghiêm trang nhất để nghe lời tri ân của họ Ngô Hải Phòng. Hôm nay là ngày kính lễ chư anh linh Đức Tổ Đại Vương Ngô Quyền, anh linh của Ngô Thái Cần, quan ngưỡng sử tứ trụ vương triều Mạc và các bậc tiền nhân cùng cụ Thủy Tổ và các chân linh của dòng họ. Con cháu họ Ngô thành tâm kính cẩn dâng hương lễ bạc tâm thành, dâng lời tri ân cầu mong Đức Tổ Đại Vương Ngô Quyền, cụ Ngô Thái Cần và các bậc tiền nhân cùng Thủy Tổ và các chân linh của dòng họ phù hộ độ trì cho con cháu họ Ngô mọi sự tốt lành, phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, giải tấm lòng thành, cúi sinh chứng giám. Kính thưa Thiên Tổ, mỗi thành viên con cháu hậu duệ họ Ngô xin nguyện phấn đấu có nếp sống văn minh, lịch thiệp, giản dị, ý chí thanh cao, đức độ trong sáng, tính nhân văn cao cả, giữ gìn nền văn hóa Ngô gia mãi mãi sáng ngời, soi đường chỉ lối cho các thế hệ mai sau nối dõi tổ tông, xứng danh với các bậc tiền nhân của dòng họ đã được trải nghiệm qua hàng ngàn năm văn hiến. Họ ta coi đức hơn vàng, trọng nghĩa hơn cả giàu sang ở đời, gia đình văn hóa, chi họ nề nếp, Ngô tộc sinh thời tạo hóa, có đặc trưng sinh tồn vĩnh cửu, để tâm thức mọi người phải mến phục suy tôn, tìm đức ở ngay nhà mình, tìm phúc ở ngay họ mình, không hy vọng tìm ở đâu xa. Từ nhỏ đến khi răng long đầu bạc, làm việc gì cũng phải công minh, công bằng, gạn đục khơi trong, trọng tình, trọng nghĩa, không đổi trắng thay đen, không vì tiền bạc mà bán rẻ lương tâm, không vấp ngã trước bà vinh hoa hào nhoáng, không được sống thủ đoạn gây rối nhằm mưu cầu bổng lộc. Các bậc trưởng tộc, tôn trưởng, chi trưởng của dòng họ, hãy công đức trọn đời cho chữ hiếu chung, chữ hiếu tự trong tâm, được cảm hóa từ việc làm, có gia phong đàng hoàng, thuần phong mỹ tục được thắp sáng, không để các bô đạo, các bậc cao liên trong Ngô gia thất bữa, sống cô đơn tàn lụi về tinh thần. Ngược lại, các bô lão, các bậc cao niên phải là cây cao, bóng cả, phải lấy chữ tín nhắc nhở hậu sinh, sống đẹp đạo, gặp chuyện ngang trái, phải khuyên răn, dạy bảo chí tình, thà chấp nhận thiệt thòi, đừng để con cháu mắc vào vòng nao ni. Những người làm cha, làm mẹ phải luôn quan tâm nhắc nhở, dạy dỗ con cháu, có trách nhiệm với con cháu trong gia đình, không để con em mình thất học, thất nghiệp, không để con trẻ đi lang thang tự kiếm sống, không để con lớn xa vào bài bạc hay nghiện ngập, làm ảnh hưởng đến thanh danh của dòng họ, đến xã hội và đất nước. Con trẻ trong dòng họ hãy luôn rèn đức luyện tài, tập dĩ tính thành, tiên học lễ hậu học văn, trước tiên học lễ nghĩa trong gia đình, luôn hiếu thảo với ông bà cha mẹ, ở trường học sống lễ độ với thầy cô, khiêm tốn thật thà với bạn bè, sau tiếp là chịu khó học tập, ngày càng nâng cao về kiến thức, thành con ngoan trò giỏi, phấn đấu nỗ lực để rạng danh Tiên Tổ, vì con trẻ là tương lai của dòng họ, kế nghiệp cha ông, nằm mầm non hiền tài của đất nước. Các tráng sĩ lấy trời cao biển rộng làm thước đo, phải được thử thách trong phong ba báo táp, trải qua gian khổ mới có vinh hạnh, khi đất nước lâm nguy phải sông pha trận mạc, sáng ngời như ngọn hải đăng giữa biển khơi, rồi kế nghiệp sẽ hiển vinh, đất trời sẽ soi sáng. Các chi họ và hội đồng gia tộc ở cơ sở phải thật sự đoàn kết, là trung tâm đầu mối nhân hòa, không để nội bộ chi họ rối ren, pháp luật buông lỏng, trị an mất mực. Mọi công việc xử sự phải thận trọng kiên quyết, làm việc phải tâm huyết gương mẫu, nhất nhất công minh, công bằng trong sáng, sẵn sàng hy sinh tiền bạc, vật chất, thời gian cho dòng họ. Hội đồng họ Ngô các cấp phải thực sự là gương mẫu, gương sáng, mẫu mực, tự nguyện tâm huyết, phúc đức, nghĩa nhân, hướng dẫn cho các chi họ hoạt động về thuần phong mỹ tục, chăm lo xây dựng củng cố về tổ chức, phấn đấu theo tộc ước và tiêu chuẩn xây dựng dòng họ văn hóa của họ Ngô để báo đáp Đức Tổ Đại Vương Ngô Quyền. Họ Ngô chúng ta muốn được phúc lớn phải tu nhân tích đức, chí dũng song toàn, đứng trước khó khăn không hoang mang lùi bước. Nếu đặt danh vọng hiển vinh thì không được tự kiêu trịch thượng,
khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, kiêu căng một chút là nhà thừa. Càng khiêm nhường, đẹp lòng trước, được lòng sau, bên ngoài tự nhún, bên trong tự cường, bách nhật thành kim, không phân biệt giàu nghèo, cùng lương tựa lẫn nhau, cùng nhau đẩy mạnh phát triển về đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, là hòa hàng cùng chung dòng tộc, trong huyết quản của mỗi người đều chảy chung dòng máu của ông cha. Ngô tộc trường tồn với núi sông, tổ tiên phương danh quốc sử hồng, cháu con muôn ngà chung nguồn cội, kế tự gia phong bái tổ tông. Thế nên ai trưởng thành về tri thức chính trị thì giúp đỡ con em mình nâng cao nhận thức về đường lối pháp luật, ai có điều kiện hơn về kinh tế thì giúp đỡ dòng họ mình về việc làm, đời sống vật chất tinh thần, tôn tạo lăng mộ, xây dựng từ đường để thờ cúng tổ tiên. Ai có điều kiện hơn về học vấn thì giúp đỡ con em mình về nhận thức, lý tưởng, văn hóa, xã hội, tiếp thu tri thức, phát triển kinh tế làm giàu. Và ai có quỹ thời gian dư nhàn phong phú thì tích cực tham gia các phong trào của dòng họ, vận động, quyên góp, xây dựng quỹ từ thiện, quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ mừng thọ, là góp tâm tạo phúc cho Ngô gia vững mạnh. Từ xa xưa, bài học nhân quả đã được cha ông ta đúc thành bài học răn dạy con cháu sau này. Muốn biết nhân đời trước, xem sự hưởng đời này; muốn biết quả đời sau, xem việc làm đời nay. Chính vì thế, trước hương án tổ tiên Ngô tộc, mong người, mong các chân linh ban phước lành cho dòng họ, con cháu nội ngoại họ Ngô chúng ta, nguyện dương cao cờ thần, nối nghiệp tổ tông để kế thừa, để tri ân, để phụng thờ Ngô tộc, qua các thế hệ ươm trồng nhân đức hiếu trung, để hái về quả ngọt hương thơm phúc lộc thọ toàn, xây dựng nền hình tượng Ngô gia sáng mãi lưu truyền hậu thế, mãi mãi xứng danh với đức tổ đại vương Ngô Quyền. Xin cảm ơn các vị quý khách và toàn thể dòng họ. Mời các quý vị đại biểu an toàn. Kính thưa các vị quý khách, kính thưa các bậc cao niên cùng toàn thể các quý vị đại biểu của họ Ngô về dự buổi lễ. Hòa trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang xây dựng cao trào thi đua lập nhiều thành tích thiết thực, chào mừng thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Hòa chung với khí thế ấy, hôm nay Hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy tổ chức lễ thành lập câu lạc bộ gái dâu họ Ngô và thành lập câu lạc bộ tuổi trẻ họ Ngô huyện Kiến Thụy, nhằm kết nối các thế hệ trai gái, dâu rể trong dòng họ, tập hợp những người có tâm, nhiệt huyết, chung tay chăm lo xây dựng dòng họ phát triển, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, nâng cao trí thức văn hóa, tư vấn giúp đỡ lẫn nhau, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc về thờ cúng tri ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người có công với dân, với nước, góp phần xây dựng dòng họ quê hương đất nước ngày càng phát triển. Kính thưa các quý vị, thưa toàn thể các bậc cao niên và các cô bác trong dòng họ, thật vinh dự cho chúng ta hôm nay về dự buổi lễ. Tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu họ Ngô thành phố Hải Phòng. Ông Ngô Đức Huy, Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Ngô Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng họ Ngô thành phố Hải Phòng. Đây, chúng ta thành phố một. Cùng toàn thể Ban Thường trực của Hội đồng họ Ngô thành phố cùng về dự với hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Ngô Văn Nhâm, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ họ Ngô thành phố Hải Phòng về dự với hội nghị. Đại diện chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về dự với hội nghị hôm nay còn có các đại biểu đại diện cho các hội đồng họ Ngô quận Đồ Sơn, hội đồng họ Ngô huyện Thủy Nguyên, hội đồng họ Ngô huyện Tiên An, hội đồng họ Ngô huyện Vĩnh Bảo, hội đồng họ Ngô huyện An Dương, hội đồng gia tộc họ Ngô Hà Đoàn, hội đồng họ Ngô Bảng Nga, hội đồng Ngô Quốc phường Hoàng Nghĩa, hội đồng họ Ngô Hàng Kênh,
và các ông bà thành viên họ Ngô các quận huyện cùng về dự. Về dự tham gia hội nghị chúng ta hôm nay còn có 180 đại biểu là gái, trai, dâu, rể của 26 nhánh họ Ngô cơ sở trong toàn huyện đã có mặt về dự buổi lễ đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về chương trình làm việc của hội nghị, tôi xin thông qua chương trình làm việc của hội nghị hôm nay. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu kính mời ông Ngô Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng Họ Ngô thành phố Hải Phòng lên tặng hoa, và xin kính mời ông Ngô Đăng Hải, Chủ tịch Hội đồng Họ Ngô Kiến Thụy lên nhận hoa. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Nhâm, Câu lạc bộ Tuổi Trẻ Hải Phòng lên tặng hoa. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông Ngô Đăng Hải, Chủ tịch Hội đồng Họ Ngô huyện Kiến Thụy nên khai mạc buổi lễ. Xin kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu về dự buổi lễ hôm nay còn có ông Ngô Tuấn Đạt, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ và các thành viên của Câu lạc bộ Họ Ngô Hải Phòng, Tuổi Trẻ Họ Ngô Hải Phòng cũng về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các bậc cao niên và toàn thể dòng họ, hôm nay chúng ta hội tụ về đây tổ chức lễ thành lập Câu lạc bộ Gái Dâu Họ Ngô và Câu lạc bộ Tuổi Trẻ Họ Ngô huyện Kiến Thụy, phát huy những thành tựu đã đạt được trong xây dựng dòng họ 12 năm qua, xây dựng dòng họ Ngô Kiến Thụy ngày càng vững mạnh về tổ chức, củng cố và phát triển, sáng tạo các phong trào của dòng họ nhằm kết nối xây dựng và phát triển họ Ngô ngày càng vững mạnh, đoàn kết gắn bó các thế hệ trai gái, dâu rể trong dòng họ, tập hợp những người có tâm, nhiệt huyết chung tay chăm lo xây dựng dòng họ, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền về nét đẹp văn hóa, thờ cúng tri ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người có công với dân, với nước, gắn kết giúp đỡ nhau về nâng cao nhận thức văn hóa, truyền thống của dân tộc, của quê hương, của dòng họ, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước xây dựng cho được gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, nâng cao về tri thức, văn hóa cho mọi người, tư vấn giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng dòng họ, quê hương, đất nước ngày càng phát triển vững mạnh. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa buổi lễ, người xưa đã có câu: chất chứa nghĩa nhân, nghìn thuở thịnh, trau dồi phúc đức, vạn đời tươi. Vì vậy mỗi thành viên của họ Ngô chúng ta phải hết sức phấn đấu, kết nối rộng mở, đoàn kết chặt chẽ hơn nữa trong nội bộ giữa các chi nhánh họ Ngô cơ sở với các dòng họ bạn trong cộng đồng, giáo dục các thế hệ con cháu thi đua học tập, nâng cao tri thức về mọi mặt. Các thế hệ con cháu nội ngoại họ Ngô chúng ta phấn đấu phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ, tự hào về dòng họ mình, chúng ta càng phải không ngừng phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng dòng họ có nề nếp gia phong, tôn ti đẹp đạo, giúp đỡ lẫn nhau rèn đức, luyện tài để lập nghiệp, có kiến thức lao động sáng tạo, vượt qua đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đó là cách tốt nhất để báo hiếu tổ tiên. Thực hiện phương châm nhiệm vụ của năm 2021 và những năm tiếp theo, mọi hoạt động của Câu lạc bộ Gái Dâu Họ Ngô và Câu lạc bộ Tuổi Trẻ Họ Ngô huyện Kiến Thụy, một, lấy quy chế hoạt động của Hội đồng Họ Ngô Kiến Thụy và tộc ước của dòng họ làm phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu, các hoạt động của Câu lạc bộ phải luôn sáng tạo, đổi mới có hiệu quả thiết thực, hàng năm phải được sơ tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời. Hai, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về tự do tín ngưỡng, việc tri ân báo hiếu tổ tiên, phụng sự dòng họ, lấy các tiêu chí phát triển xã hội để phấn đấu phục vụ nhiều hơn cho gia đình, cống hiến cho dòng họ, đoàn thể, xã hội và quê hương. Ba, phải tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo, phấn đấu các chi nhánh họ Ngô trong họ không có hộ nghèo hoặc tái nghèo, không để con cháu mắc vào các tệ nạn xã hội,
không vi phạm pháp luật, lang thang, thất đạo, xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa, luôn luôn đoàn kết từ các cá nhân gia đình đến các chi nhánh họ, thành viên câu lạc bộ luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, là tấm gương sáng để mọi người noi theo. Câu lạc bộ phải là một tổ chức vững mạnh, là trung tâm hướng nghiệp sâu sát tới tận các gia đình, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các thành viên, kết nối phát triển câu lạc bộ ngày càng vững mạnh, thường xuyên chăm lo các thế hệ mai sau bằng việc chăm lo khuyến học khuyến tài, động viên nhân rộng các điển hình tiên tiến, thường xuyên chăm lo động viên kịp thời các bậc cao niên. Đây là trách nhiệm và cũng là tình cảm gắn kết của các thành viên câu lạc bộ. Gái Dâu Họ Ngô là người giữ nửa nối dài dòng họ ngày càng hưng thịnh, tiếp tục quán triệt phương châm 8 chữ vàng của Ngô tộc: tự nguyện, tâm huyết, phúc đức, nghĩa nhân, để mọi người trong dòng họ ngày càng thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, đoàn kết hiếu thảo, sống giản dị, trong sạch, có lối sống văn hóa lành mạnh, mang cả tâm và tầm để đóng góp xây dựng dòng họ dài cành xanh ngọn, nghĩa nhân tích tụ, thiên niên thịnh, phúc đức tài bồi vạn đại hanh. Tôi xin tuyên bố lễ thành lập câu lạc bộ Gái Dâu Họ Ngô và câu lạc bộ Tuổi Trẻ Họ Ngô Kiến Thụy. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng và kính mời ông Ngô Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Họ Ngô huyện Kiến Thụy, nên đọc quyết định thành lập câu lạc bộ Gái Dâu Họ Ngô và câu lạc bộ Tuổi Trẻ Họ Ngô Kiến Thụy. Xin kính mời ông. Họ Ngô Hải Phòng, Hội đồng Họ Ngô huyện Kiến Thụy. Hội đồng Họ Ngô huyện Kiến Thụy căn cứ theo tổng ước của Họ Ngô thành phố Hải Phòng ngày 20 tháng 9 năm 2009, căn cứ vào nghị quyết Hội đồng Họ Ngô thành phố Hải Phòng ngày 25 tháng 8 năm 2012 về việc củng cố tổ chức Hội đồng Họ Ngô cấp quận, huyện, căn cứ vào nghị quyết Đại hội Họ Ngô huyện Kiến Thụy lần thứ 3 và nghị quyết về việc hoạt động kết nối, xây dựng, phát triển dòng họ năm 21 của Hội đồng Họ Ngô huyện Kiến Thụy, căn cứ vào hoạt động thực tiễn và củng cố xây dựng tổ chức của Họ Ngô huyện Kiến Thụy theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Họ Ngô huyện Kiến Thụy, quyết định điều 1 thành lập câu lạc bộ Tuổi Trẻ Họ Ngô huyện Kiến Thụy và chỉ định các thành viên đảm nhận chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, các ủy viên thường trực và ủy viên câu lạc bộ Tuổi Trẻ Họ Ngô huyện Kiến Thụy gồm các thành viên có tên sau đây: 1. Ông Ngô Đình Cường, họ Ngô Đình Tam Kiệt là chủ nhiệm câu lạc bộ. 2. Ông Ngô Thế Trung, họ Ngô Đình Quế Lâm là phó chủ nhiệm thường trực câu lạc bộ. 3. Ông Ngô Đình Thăng, họ Ngô Đình Xuân Na là phó chủ nhiệm câu lạc bộ. 4. Ông Ngô Đông Phương, họ Ngô Minh Tân là phó chủ nhiệm câu lạc bộ. 5. Ông Ngô Gia Quyền, họ Ngô Đa Phúc là phó chủ tịch câu lạc bộ. 6. Ông Ngô Quang Vũ, họ Ngô Đình Đức, họ Ngô Minh Đức là phó chủ nhiệm câu lạc bộ. 7. Ông Ngô Viết Cương, họ Ngô Viết Quế Lâm là ủy viên thường trực. 8. Ông Ngô Quang Quyết, họ Ngô Minh Tân là ủy viên thường trực. 9. Ông Ngô Trọng Tuấn, họ Ngô Trọng Trà Phương là ủy viên thường trực. 10. Ông Ngô Văn Tú, họ Ngô Văn Kim Đới Ba là ủy viên thường trực. 11. Ông Ngô Đình Lượng, họ Ngô Đình Xuân Na là ủy viên thường trực. 12. Ông Ngô Quang Trường, họ Ngô Quang Minh Tân là ủy viên ban chấp hành. 13. Ông Ngô Văn Nhật, họ Ngô Đình Quế Lâm là ủy viên ban chấp hành. 14. Ông Ngô Văn Hiệu, họ Ngô Phúc Minh Tân là ủy viên ban chấp hành. 15. Ông Ngô Văn Hữu, họ Ngô Phúc Minh Tân là ủy viên ban chấp hành. 16. Ông Ngô Văn Tuyên, họ Ngô Phúc Minh Tân là ủy viên ban chấp hành. 17. Ngô Anh Thơm, họ Ngô Viết Quế Lâm, họ Ông Phiến là ủy viên ban chấp hành. 18. Ngô Chí Dũng, họ Ngô Viết Quế Lâm là ủy viên ban chấp hành. 19. Ngô Văn Linh, họ Ngô Văn Kim Đới Ba là ủy viên ban chấp hành. 20. Ngô Văn Linh, họ Ngô Văn Tam Kiệt là ủy viên ban chấp hành. 21. Ngô Xuân Đối, họ Ngô Đình Tam Kiệt là ủy viên ban chấp hành. 22. Ngô Đình Nhật, họ Ngô Đình Tam Kiệt là ủy viên ban chấp hành. 23. Ông Ngô Viết Đảng, họ Ngô Viết Quế Lâm, Ngô Phiến là ủy viên ban chấp hành. 24. Ngô Viết
đương họ Ngô Viết Quế Lâm, họ ông Phiến là ủy viên ban chấp hành. Hội đồng họ Ngô Kiến Thụy mời các ông có tên sau. Một, ông Ngô Đăng Hải, chủ tịch hội đồng họ Ngô huyện là chủ nhiệm danh dự của câu lạc bộ. Hai, ông Ngô Thanh Xuân, phó chủ tịch hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy, phó chủ nhiệm danh dự câu lạc bộ. Ba, ông Ngô Văn Mùi, ủy viên thường trực hội đồng họ Ngô huyện là phó chủ nhiệm danh dự của câu lạc bộ. Điều hai, hoạt động của câu lạc bộ tuổi trẻ họ Ngô huyện Kiến Thụy đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy, hoạt động tuân thủ theo quy chế, nghị quyết và kế hoạch của câu lạc bộ, được hội đồng họ Ngô huyện chuẩn y hoạt động kết nối của các câu lạc bộ tuổi trẻ họ Ngô, luôn đồng hành gắn kết với hoạt động của câu lạc bộ gái dâu họ Ngô huyện Kiến Thụy. Điều ba, thường trực hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy, hội đồng gia tộc họ Ngô cơ sở, câu lạc bộ tuổi trẻ họ Ngô huyện Kiến Thụy và các cá nhân có tên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều ba, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy, chủ tịch Ngô Đăng Hải đã ký. Tiếp theo tôi xin đọc một cái quyết định thành lập câu lạc bộ dâu gái Ngô của họ Ngô huyện Kiến Thụy. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, họ Ngô Hải Phòng, hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy, hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy căn cứ vào tộc ước của họ Ngô thành phố Hải Phòng ngày 20 tháng 9 năm 2009, căn cứ vào nghị quyết của hội đồng họ Ngô thành phố Hải Phòng ngày 25 tháng 8 năm 2012 về việc củng cố tổ chức hội đồng họ Ngô cấp quận huyện, căn cứ vào nghị quyết đại hội họ Ngô huyện Kiến Thụy lần thứ 3 và nghị quyết về việc hoạt động kết nối xây dựng phát triển dòng họ năm 21 của hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy, căn cứ vào hoạt động thực tiễn về củng cố xây dựng lực lượng tổ chức của họ Ngô huyện Kiến Thụy theo đề nghị của thường trực hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy, quyết định điều 1, thành lập câu lạc bộ gái dâu họ Ngô huyện Kiến Thụy và chỉ định các thành viên đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm thường trực và các ủy viên câu lạc bộ gồm các thành viên có tên sau đây. 1, bà Ngô Thị Lụa, họ Ngô Văn Cẩm Hoàn là phó chủ nhiệm thường trực câu lạc bộ. Bà Nguyễn Thị Lan, họ Ngô Đình Tam Kiệt là phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Bà Ngô Bích Học, họ Ngô Duy Trà Phương, phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Bà Nguyễn Thị Bích, họ Ngô Viết Quế Lâm là phó chủ tịch câu lạc bộ. Bà Ngô Việt Hà, họ Ngô Đình Quế Lâm là phó chủ tịch câu lạc bộ. Bà Đặng Thị Duyên, họ Ngô Đăng Đoàn Xá là phó chủ tịch câu lạc bộ. Bà Ngô Thị Hường, họ Ngô Phúc Minh Tân là ủy viên thường trực. Bà Ngô Bích Thủy, họ Ngô Duy Trà Phương là ủy viên thường trực. Bà Ngô Thị Yến, họ Ngô Văn Cẩm Hoàn là ủy viên thường trực. Bà Ngô Thị Sáu, họ Ngô Văn Kim Đới Một là ủy viên thường trực. Bà Ngô Thị Chiến, họ Ngô Ích là ủy viên thường trực. Bà Nguyễn Thị Huân, họ Ngô Văn Sống Nam là ủy viên ban chấp hành. Bà Nguyễn Thị Huệ, họ Ngô Duy Trà Phương là ủy viên ban chấp hành. Bà Ngô Thị Thạnh, họ Ngô Văn, họ Ngô Đăng Đoàn Xá là ủy viên ban chấp hành. Bà Đặng Thị Đãi, họ Ngô Văn Kim Đới Một là ủy viên ban chấp hành. Đỗ Thị Nùi, họ Ngô Văn Kim Đới Một là ủy viên ban chấp hành. Bà Đỗ Thị Thạc, họ Ngô Minh Đức là ủy viên ban chấp hành. Điều 2, hoạt động của câu lạc bộ tuổi trẻ họ Ngô huyện Kiến Thụy đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy, hoạt động tuân thủ theo quy chế, nghị quyết và kế hoạch của câu lạc bộ đã được hội đồng họ Ngô huyện chuẩn y, hoạt động kết nối của câu lạc bộ gái dâu họ Ngô huyện Kiến Thụy luôn đồng hành gắn kết với hoạt động của tuổi trẻ họ Ngô huyện Kiến Thụy. Điều 3, thường trực hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy, hội đồng gia tộc họ Ngô cơ sở và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy, chủ tịch Ngô Đăng Hải đã ký. Tôi xin trân trọng kính mời bà Ngô Thị Lụa là gái họ Ngô thuộc nhánh họ Ngô Cẩm Hoàn
xã Thanh Sơn lên phát biểu trao đổi về việc hoạt động và phát triển câu lạc bộ gái dâu họ Ngô. Xin kính mời bà. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, được sự đồng ý nhất trí, sự quan tâm, động viên của Hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy, câu lạc bộ gái dâu họ Ngô hôm nay chính thức ra mắt hội nghị với 25 thành viên. Câu lạc bộ gái dâu họ Ngô ra đời cũng là sự mong muốn của phụ nữ, con gái, con dâu họ Ngô được tham gia vào việc họ, tri ân tiên tổ. Các cụ xưa có câu, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Chuyện chị dâu, em chồng, mẹ chồng, nàng dâu muôn thuở không hết. Câu lạc bộ gái dâu họ Ngô ra đời sẽ kéo con gái, con dâu lại gần nhau hơn, tạo nên một sân chơi thắm tình dòng họ, đượm tình gái dâu họ Ngô. Vâng, thay mặt cho câu lạc bộ gái dâu họ Ngô, chúng tôi sẽ quyết tâm phát triển hơn nữa về số lượng thành viên, tham gia các hoạt động mang nhiều ý nghĩa như hoạt động về nguồn, tri ân tiên tổ, tham gia du lịch, cùng giúp nhau trau dồi kiến thức về sức khỏe, về nữ công gia chánh, cùng nhau phát triển kinh tế, tọa đàm về cách giữ lửa cho tổ ấm gia đình, nuôi con khôn lớn, dạy con trưởng thành. Câu lạc bộ gái dâu họ Ngô còn non trẻ, cũng rất mong sự chỉ đạo, giúp đỡ, hỗ trợ của Hội đồng họ Ngô các cấp nói chung, cũng như là Hội đồng họ Ngô Kiến Thụy nói riêng trực tiếp, để câu lạc bộ có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Cuối cùng, xin chúc sức khỏe các vị đại biểu, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Ông Ngô Văn Cường, chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nghiệp họ Ngô. Kính thưa các vị đại biểu cùng các vị khách quý, kính thưa các ông bà, cô bác cùng toàn thể các quý vị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Thật vinh dự tuổi trẻ chúng cháu được Hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy thành lập câu lạc bộ tuổi trẻ họ Ngô huyện Kiến Thụy. Được sự ủy quyền của anh em tuổi trẻ họ Ngô huyện Kiến Thụy, thay mặt tuổi trẻ họ Ngô huyện Kiến Thụy, chúng cháu xin gửi lời chào mừng tới các vị đại biểu quý khách và các cụ, các ông, các bà, các cô bác trong buổi lễ, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Trước hết, chúng cháu xin bày tỏ sự nhất trí cao với việc thành lập hai câu lạc bộ gái dâu họ Ngô và câu lạc bộ tuổi trẻ họ Ngô huyện Kiến Thụy của Hội đồng họ Ngô huyện. Những định hướng và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2021, 2026 của họ Ngô huyện Kiến Thụy và hai câu lạc bộ. Kính thưa Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Người ước muốn phải làm cho đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Người căn dặn đảng ta phải luôn chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ trở thành những người vừa hồng vừa chuyên, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc Lâm Châu. Thế hệ trẻ chúng cháu hôm nay được thừa hưởng thành quả hòa bình ấm lo hạnh phúc bằng sự cống hiến quên mình, sẵn sàng hy sinh cả xương máu, công sức, mồ hôi và nước mắt của lớp lớp thế hệ cha ông và tổ tiên ta, trong đó có các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ của dòng họ Ngô đã góp phần xây dựng lên truyền thống lịch sử hào hùng trên 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta. Đất nước được hòa bình, tổ quốc được thống nhất, kinh tế xã hội không ngừng phát triển, đất nước ta được sánh vai với các cường quốc Lâm Châu. Kính thưa hội nghị, tuổi trẻ họ Ngô Kiến Thụy đã được tập hợp, hội tụ được trên 20 thành viên là những doanh nhân trẻ thành đạt, được Hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy luôn quan tâm, dìu dắt, giúp đỡ. Anh em đã tham gia câu lạc bộ tuổi trẻ họ Ngô Hải Phòng, hoạt động tích cực mở rộng kết nối giao lưu, giúp đỡ nhau làm kinh tế để xóa đói giảm nghèo, làm giàu bền vững, chung tay cùng Hội đồng họ Ngô thành phố
Hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy hoạt động xây dựng dòng họ ngày càng phát triển. Được sự quan tâm của Hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy, hôm nay Hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy thành lập câu lạc bộ tuổi trẻ họ Ngô huyện Kiến Thụy và câu lạc bộ gái dâu họ Ngô. Hoạt động của hai câu lạc bộ sẽ kết nối, phối hợp chặt chẽ để ra nội dung chương trình, biện pháp hoạt động sáng tạo cụ thể, thực hiện đúng với tổng ước của dòng họ Ngô Hải Phòng, tuân thủ luật pháp của nhà nước, có quy chế hoạt động của câu lạc bộ để mọi người thực hiện nghiêm túc, chung tay góp phần xây dựng dòng họ phát triển. Trước hết, câu lạc bộ đề ra mọi thành viên của hội phải thật sự tích cực, gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong mọi hoạt động, nối sống văn hóa lành mạnh, giữ gìn được truyền thống văn hóa dân tộc và truyền thống gia phong của dòng họ, làm thật tốt các công tác tuyên truyền, chủ động gặp gỡ kết nối các thành viên tuổi trẻ họ Ngô huyện Kiến Thụy và tuổi trẻ họ Ngô Hải Phòng ở trong nước cũng như ở ngoài nước, giúp đỡ lẫn nhau đẩy mạnh phát triển kinh tế làm giàu, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực cùng chung tay hội đồng họ Ngô các cấp xây dựng dòng họ Ngô phát triển vững mạnh và góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Trong quá trình kết nối, câu lạc bộ tuổi trẻ Ngô huyện Kiến Thụy sẽ đẩy mạnh các hoạt động đồng hành cùng hội đồng họ Ngô các cấp kết nối về với cội nguồn dỗ tổ đại đường tại đường Lâm Sơn Tây, về dân hương ở đồng Phan Thanh Hóa và thăm dân hương các đình đền thờ Đức Tổ Ngô Vương, di tích lịch sử cấp quốc gia và nhà thờ một số dòng họ ở các tỉnh như Hà Tĩnh, Nghệ An, Bắc Ninh, đưa đón các đoàn đại biểu họ Ngô và câu lạc bộ tuổi trẻ các tỉnh về thăm Hải Phòng và Kiến Thụy, dân hương Đức Tổ tại Tử Lương Sâm và khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang, thăm Vương Triều Mạt, tham gia về dự các dỗ tổ các chi nhánh họ cơ sở của họ Ngô huyện Kiến Thụy, luôn gắn kết học tập trao đổi kinh nghiệm hoạt động với câu lạc bộ họ Ngô Hải Phòng, câu lạc bộ tuổi trẻ họ Ngô Việt Nam và các tỉnh bạn, nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ về truyền thống yêu nước của cha ông, biết uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, tham gia đội bóng đá tuổi trẻ họ Ngô Hải Phòng, tổ chức đá giao hữu bóng đá của họ Ngô Hải Phòng với các đội của các dòng họ bạn trên đất Kiến Thụy. Buổi lễ hôm nay tuổi trẻ chúng cháu thật vinh dự được hội đồng họ Ngô huyện tin tưởng giao nhận trách nhiệm tổ chức đảm bảo giúp cho đồng hội đồng toàn bộ về hoạt động văn hóa văn nghệ, trang trí khách tiết, đảm bảo phong bạt bàn ghế hội trường và đón khách, góp phần nhỏ bé của tuổi trẻ vào thành công của hội nghị lễ hội và đại hội của họ Ngô huyện Kiến Thụy. Kính thưa buổi lễ, lực lượng trẻ là tiềm năng xây dựng phát triển của mỗi dòng họ và quê hương đất nước. Hoạt động câu lạc bộ tuổi trẻ rất mong được sự quan tâm và định hướng của hội đồng họ Ngô huyện các cấp, hội đồng các gia tộc và các cụ, các ông, các bà cùng giúp đỡ và dìu dắt, chỉ bảo, ân tình, đồng hành giúp đỡ con cháu kết nối các thành viên trẻ của tất cả các dòng họ tham gia xây dựng phát triển câu lạc bộ tuổi trẻ họ Ngô huyện Kiến Thụy, họ Ngô Hải Phòng ngày càng vững mạnh. Trước khi dừng lời, chuẩn bị đón một mùa hạ đầy nắng ấm, cháu xin kính chúc các vị lãnh đạo và các cụ, các ông, các bà, cô bác cùng toàn thể anh chị em sức khỏe dồi dào, vạn sự hanh thông, gia đình hạnh phúc. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Tiếp theo chương trình, tôi xin kính mời các thành viên câu lạc bộ gái dâu họ Ngô ra mắt. Từng ngày vươn lên
Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời các thành viên câu lạc bộ tuổi trẻ họ Ngô huyện Kiến Thụy lên trước khán đài để ra mắt buổi lễ. Xin kính mời. Chúng ta từ miền Tân Huyên với hội nghị. Xin kính mời ông. Kính thưa ông trong thường trực của hội phòng và các em lãnh đạo của câu lạc bộ tuổi trẻ thành phố Hải Phòng, kính thưa các bậc công niên, các anh chị em con cháu nội ngoại họ Ngô, kính thưa chúng ta, hôm nay là hội nghị đặc biệt. Một hội nghị này chúng ta đã mong từ lâu, nhưng mà đặc biệt và duy nhất thì có ông Ngô Quyết Thụy, hội đồng Ngô Quyết Thụy mà đứng đầu là Ngô Đăng Hải. Chúng ta làm việc này như mong muốn. Đây là một tổ chức đặc biệt, cũng là niềm vinh dự của Ngô chúng ta. Ông Ngô Quyết Thụy xứng đáng là một đơn vị năng động, sáng tạo, lập nên nhiều cái nhiệm vụ khác nhau và trong đó có công vụ rất tốt. Chúng ta thành lập được câu lạc bộ gái dâu Ngô và câu lạc bộ tuổi trẻ của Ngô cấp huyện. Cuối cùng, tôi xin chúc các quý vị sức khỏe, chúc công tác của các mọi người của hai tổ chức này hiệu quả và tốt hơn nữa. Chúc các gia đình hạnh phúc, chúc buổi lễ chúng ta thành công tốt đẹp và gửi lời cảm ơn tất cả các quý vị có mặt hôm nay. Vấn đề thứ hai thì tôi cũng rất là mừng, rất mừng và với tấm lòng thành của mình thì tôi có một cái quỹ nhỏ nhỏ, tôi thẳng tặng hai câu lạc bộ. Bởi vậy trên đây mời chủ nhiệm và hai con bộ đến đây nhận cái phần quà. Chúng ta từ miền Tân Huyên kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, trước hết với tình cảm của chúng tôi
là thế hệ hậu duệ xin chân thành cảm ơn. Đặc biệt hôm nay là cụ Phạm Thị Son, 90 tuổi của họ Ngô Ích, và cụ Phạm Văn Khiếm, 83 tuổi của họ Ngô Văn Đa Phúc. Các bậc cao niên sống khỏe, sống vui vẻ, hạnh phúc, và để phúc lộc cho con cháu để xây dựng dòng họ ngày càng trường tồn. Tôi đề nghị hội nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật hoàn giòn giã để chúc phúc cho các cụ. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa buổi lễ, mặc dù tuổi cao nhưng trí tuệ minh mẫn và tâm hồn trong sáng luôn đến với thơ và luôn dành cho tình cảm con cháu của họ Ngô chúng ta. Cụ Khiếm của họ Ngô Văn Đa Phúc nhân ngày này thì thành lập câu lạc bộ gái dâu Ngô và câu lạc bộ tuổi trẻ họ Ngô Kiến Thụy đã có thơ chúc mừng ngày thành lập câu lạc bộ gái dâu họ Ngô Kiến Thụy và câu lạc bộ tuổi trẻ họ Ngô Kiến Thụy. Chúc phúc quý đại biểu dự đại lễ hôm nay xin được chia sẻ chữ tâm trong Hán Nôm và bốn câu thơ có chiết tự như sau. Chữ tâm độc tự thế mà hay, thành bại lên trăng bởi chữ lầy. Tuổi trẻ gắng rèn già cố giữ, cuộc đời gửi trọn cả vào đây. Tôi đề nghị chúng ta tặng cùng một tràng pháo tay thật to giá. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa buổi lễ, trong thời gian 1/2 ngày với tinh thần khẩn trương nghiêm túc tiến hành nhịp nhàng và trang trọng buổi lễ thành lập câu lạc bộ gái dâu họ Ngô và câu lạc bộ tuổi trẻ họ Ngô Kiến Thụy đã thành công tốt đẹp. Thay mặt hội đồng họ Ngô huyện Kiến Thụy, tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo của địa phương đã quan tâm giúp đỡ để ủng hộ chúng tôi tổ chức buổi lễ hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn hội đồng họ Ngô thành phố Hải Phòng đã quan tâm trực tiếp sâu sát chỉ đạo các hoạt động của họ Ngô cơ sở. Cảm ơn câu lạc bộ tuổi trẻ họ Ngô Hải Phòng luôn đồng hành cùng hoạt động của họ Ngô Kiến Thụy. Cảm ơn hội đồng họ Ngô và đại biểu các quận huyện và hội đồng gia tộc các chi nhánh họ Ngô cơ sở đã về dự đông đủ, chia vui và chung tay góp phần xây dựng buổi lễ và tổ chức cho buổi lễ thành công. Xin chân thành cảm ơn các bậc cao niên và các đại biểu trai gái dâu rể của các nhánh họ Ngô đã giúp cho hội đồng họ Ngô Kiến Thụy chung tay với hội đồng họ Ngô Kiến Thụy xây dựng phong trào họ Ngô Kiến Thụy ngày càng phát triển vững mạnh. Một lần nữa cho phép tôi xin kính chúc các cụ công, các bà, các bác, các anh, các chị và toàn thể họ Ngô chúng ta và các vị đại biểu khách quý một tình cảm thật trân trọng và chúc mọi người luôn mạnh khỏe, xây dựng gia đình ngày càng hạnh phúc, đạt được những ý nguyện của mình và thành công. Xin chân thành cảm ơn.